Thằng nào gọi anh đây? Alo alo. Nhá, mẹ nó bảo mình bật mic lên xong rồi nó sẽ bật mic luôn. Sao mày khá? Bọn này đều thật, lừa. Hello nhá. Ôi trời, mẹ chết, nó bị thằng kia chửi rồi, tắt mic thôi. Bật mic lên nó chửi mình luôn. Ui, nó pick Omen trận này xong chơi. Không sao không sao. Best booster, top 1 booster fly đánh cân mọi kèo. À thế à? Anh đi rừng đi không được. Tôi là người đi top, tôi phải chạy hát. Mấy ông đừng có mà vớ vẩn. Cầm top 1 booster fly cân mọi kèo, ok mấy anh em nhá. Không phải lo. Có bị trẻ trâu mắng rồi hay không? Không biết là trẻ trâu hay không, nhưng mà vừa mới hello chúng nó gái mà chúng nó chửi mình luôn. À đùa, nó đùa, nó đùa. Ok đùa. Nó đùa anh em ạ, nó đùa. Sao dạo này mẹ danh Việt Nam mình toàn cân 5 mấy cân 6 vậy? Mấy Việt Nam mình dạo này sợ thật đấy. Vào chơi đánh danh toàn gặp mấy bạn. Hello, tập trung chơi game đi nhá mọi người. Nope. Vãi, nó chém kìa. Mẹ em nó. Best booster, top 1 booster fly đánh cân mọi kèo. Mẹ nó không né, không chạy đâu được luôn ạ. Được đấy. Vào này, có vào, có vào. Chờ chúng nó anh em ơi. Trời ơi, trời ơi. Mình lao lên chết để về đánh nhau cùng team đấy. Mình lao lên chết để về mình đánh nhau cùng team đấy. Mẹ tôi có chiến thuật hết rồi. Dự tính hết rồi anh em ạ. Ok, ok, gái. Tất cả làm trong cái dự tính của tôi rồi. Phát đến mà tôi không chết là tôi không có hai mạng rồi đâu. Người hiểu ý gấu không? Em không hiểu, em không hiểu. Biết em biết xuống farm bot được ấy, tôi farm tân bit cho. Rơi anh em. Rơi. Chơi luôn đi, chơi luôn đi rừng ơi. Xong mẹ chém chết rồi. Tí nữa thì nó lại chờ chết mình phát nữa. Cho gấu xin được không hả Thái yêu đời? Ok nhá. Cẩn thận nhá, cẩn thận lấp bụi nhá. Chơi không, chơi không? Chơi luôn mít. Sợ gì? Đông. Khó chơi. Đấy, đánh được. Chơi. Chơi anh em. Ui mẹ nó hồi ra nhiều máu thế. Đâu rồi đồng đội, đâu rồi? Ôi vãi, nó ulti tốc biến này thật chịu rồi. Best booster, top 1 booster fly đánh cân mọi kèo. Sao team mình đam chủ lực team mình chết nhanh ấy? Hiểu kiểu gì? Mà kiểu đéo hiểu sao thằng English nó ông già lấy ra một phát đầy cây máu luôn ạ. À. Dồn hết đam vào nó mà nó đéo hiểu lấy ra phát đầy cây máu luôn anh em ạ. Cậu lên này. Kéo.
Béo. Ui, ôi ôi, beng ơi là beng. Beng ơi là beng. Không được rồi, không được rồi. Lùi 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 lùi, dừng nó kìa, dừng nó kìa. Đánh được nhá, không đánh được nhá. Ui. Beng ơi mũ bẩn rồi. Đó, dừng ơi, cẩn thận dừng ơi. Ôi dồi, nó quay. Ê, thằng nào xuống chứ thằng Omen phát không? Mẹ thằng này máu quá. Nó nhoi quá. Ê, nó định băng trụ anh này. Ê, lô. Ôi, cẩn thận nhá, từ nhá, nó lùi đấy. Chậm tiếng game rồi. Chỉ biến rồi mà, về nhà mình phải... Đấy, ô men lên top kìa. Ê, AD về kìa, AD ơi. Lấy trụ biết, lấy trụ biết. Mết. Rồi, sao anh ấy cậu kéo. Chúng lấy được trụ boss luôn nè. Đá, 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 ô men đi Linh ơi. Đừng nghe Linh ơi, đừng cho ô men về đây nhá. Anh lấy được trụ này. Chơi luôn ô men, đá về đây. Sao nó choáng anh vậy? Nope. Ê, sao nó choáng mình kiểu gì vậy? Sao có bị choáng? Thằng nào ulti anh? À ừ, nó ulti anh. Ờ à. Cũng đánh nhau phát rồi thế này được này. Chơi đây anh em. Đánh hàng đấy đi, đánh đi. Đùi đùi đánh hàng đấy đi. Ấy, trời ơi. Cay thế nhỏ. Phát đấy kêu anh em đánh nhau ở dưới rồng đuổi hai thằng kia đi. Anh em chả đánh. Trong đủ đàm rồi, giờ mình vào sau thôi. Thằng nào vào trước đi. Cứ để anh vào trước. Đánh mỗi thằng còn có giọt máu à. Công hay sao á? Chắc kinh công nào anh em? Ôi trời ơi. Xong rồi. Lấy được chủ đỡ em bác ạ. Ở đắc này, chủ đỡ kìa. Chủ đỡ đi, chủ đỡ đi. Không được rồi, không được rồi. Chơi này, chơi này. Đùa anh gấu à, đánh cho tiệt chạy ngay. Nát không để bot đây, anh em mình tập trung nào, ép trụ nào. AD đâu ra đây AD, cho nắc đẩy dưới đấy. Xin mời ra mid đi, ra mid đi. Ở lại đây.
rồi, khó rồi. Thôi lùi đi, lùi đi. Dạ, là cứu spot kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, về, 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 về đi ơi. Úi, đập bò thế. Đừng nói. Cái chơi 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 chơi. Tiếp 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 tiếp. Rồi vào đi anh em, vào đi. Đấy, đâu rồi? Kỳ công, kỳ công, kỳ công. Kỳ công, kỳ công, kỳ công. Kỳ công. Ôi, mấy bạn ơi. Ôi, mấy bạn kỳ công mà. Ăn luôn này, ăn trộm được không nhỉ? Được rồi. Được, ăn kỳ công được rồi. Kinh công kìa, nó kinh công kìa. Xuống kinh công anh em. Rồi, bỏ đi. Đến nổ hốp rồi. Đi đẩy đi, nắp đẩy đi, nắp đẩy đi. Nắp đẩy đi, tôi về cho. Nắp ơi. Đúng rồi, lấy trụ đi, ok nhá, không về nhá. Cho anh con đỏ, cho anh con đỏ, cho xin đỏ đấy. Nó phải lắc đẩy bot nha, bọn kia đi hết mid mới lại top cho anh. Nắp đẩy bot đây, nắp đẩy bot đây, tập trung. Chơi luôn, chơi luôn. Kéo đây baby. Rồi nha, cứ lùi nha. Có vào đó, có vào đó. Nào, 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 có vào, có vào, có vào. Đẩy đi, đẩy đi. Mà lắc, lắc lại boss đây, lắc lại boss đây. À, rồng, không để ý, rồng. Lùi ven rồng nhá. Cứ phải bật mic lên cồn chơi game nó mới dễ được anh em ạ. Mic lên nói chuyện với anh em cho vui. Anh đây cơ. Support ơi. Nhất gì, đừng nói gì. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Đánh ông men trước. Đừng nó, đừng sau, đừng sau kìa. Thái nó có ngọc độc mà. Win. Búa bèn gấu à? Hát tính củi. Như này là chủ. Ê, kèo ngay. Tơ bút tơ tốt anh em ơi. Mạnh lắm, mạnh lắm.